Yo, khỏe không tất cả con rời, Dũng Senpai đây. Chào mừng anh em quay trở lại với những cái tựa game kinh dị. Chào mừng đến với The Classroom. Trong cái tựa game này chúng ta sẽ vào vai Robert Chen, là một người anh đi vào một cái khu trường học để tìm hiểu những cái sự mất tích của rất là nhiều các học sinh. Cùng với đó là có cả em gái của anh bạn này nữa. Và anh em có để ý cái hình cái mic trong cái tựa game không? Nó đang dùng mic của tôi ấy các bác ạ. Có cảm giác như chúng ta đang chơi một thể loại cùng với giống như là kiểu The Backrooms vậy. Gray Chen, 12 tuổi, mất tích 1996. Cái thời điểm mà chúng ta đang chơi đây chính là vào năm 1996. Đây, Robert Chen, 18 tuổi. Đây chính là người mà tôi sẽ vào vai anh em ạ. Cái đoạn băng này được khôi phục lại bởi cái đoạn quay cá nhân của Robert Chen. Chính là tôi. June 30, 1996. Shit. Chúng ta khó mà đi vào đây vào buổi sáng được các bác ạ. Thì vì vậy chúng ta mới đi vào ban đêm. Đấy, để không ai biết cả. Mà làm sao chui vô? Hello. Mình cần phải lấy đồ. Đấy, chìa khóa. Mở ơi. Tôi sẽ tìm lại em gái của tôi. Không có nói nhiều. Mystery depend on missing children. Những cái học sinh bỗng dưng bị mất tích ngay trong cái giờ học luôn. Mà rất là nhiều học sinh nha. Anh em nhìn trên nhìn cái cách tôi đi kìa, nhìn cái bóng của tôi. Trông hơi bựa. Thì bây giờ làm sao để vô? Cầm gạch lên mà ném vô cửa thôi chứ sao giờ. Đây rồi. Shit. Alo. Mở cửa gì kỳ vậy? Oh my god. Tôi bật đèn chưa vậy? Sao tối thui vậy? Breaker room à? Breaker room là cái phòng gì? Sao tôi không cầm cái vũ khí gì đi theo hết vậy? Bây giờ là 9 giờ tối nha. Này tủ cá nhân của mỗi học sinh này. Cửa này thì bị khóa. Ủa nhưng mà cái đèn nó tối quá. Đèn pin cái gì chán thế nhở. Nó hiểu kiểu gì. À kích hoạt điện hả? Attention. À. Kích hoạt điện. The Classroom Generating Level. Nó có các cấp độ hả? Ừ, như kiểu The Backroom ấy nhở. Cái đồ họa thông qua cái camera nó nhìn nó cứ bị chân thật vãi nhở. Ôi, bật lên. Đừng có tắt. Tắt là chết đây. Ôi trời ơi. Tắt đèn đi cái đã. Chứ đèn pin là cần nhiều pin đấy. Chúng mình cứ đi lên cái đã. Tại sao em gái của tôi lại mất tích một cách điện? Wait, where am I? What? Tôi đang ở đâu đây? The Classroom, những cái phòng học. 1996. Trời ơi, 5 tuổi của tôi luôn. Tạo thật đấy. Phòng học không một bóng người nha. Bây giờ, mặc dù bây giờ là 12 giờ trưa thì có thể là những học sinh... Ui, sao cứ bị nổi da gà ấy nhỉ? Những học sinh đang đi nghỉ trưa chẳng hạn. Nó nói với tôi là chúng ta có một cái thực thể gì đấy mà khá là khả nghi. Mà nó nói với tôi là tắt hết những cái nguồn điện, ví dụ như là đèn pin các kiểu khi mà thấy nó, phải không? Chẳng có gì cả. Ôi, cái này mở được à nha. Ghế ôi ảo vậy. Ghế kéo ra được luôn chứ không phải để trưng. Ôi cái gì đây? Escape. Nấp. Chạy trốn. Trời ơi, trường học mà lại có những cái bức ảnh này thì sao mà học sinh mà học được. Ui đừng. Cầm cái thùng rác đi cho nó đỡ sợ nhở. Mình gặp con gì cái mình vứt thùng rác vào mặt nó luôn. Hợp lý. Ui, cầm cái thùng rác đi nó cứ đỡ sợ. Trời ơi, 5 like xem nào. Trời, kỳ vậy. Ảo thật đấy. Sau này cái gì cũng tương tác được hết á. Mình cần chìa khóa. Chà, nhầm key rồi. Janitor Closet. Đây là phòng của cái người dọn dẹp ấy. Uầy, rộng thế nhờ. Bên này cũng phòng họp. Rồi, chúng mày cứ ngồi nằm đây nhá. Để anh mới đi kiểm tra thử. Này, phòng họp mà xem chứa ảnh này. Kỳ quái thật đấy. Ôi, trong phòng học lại tự dưng có cái phòng trống không như này. Hello. Trời ơi, nó xài mic tôi. Hay game. Chứ các bác đừng có nghĩ là tôi chơi nhiều game kinh dị thì tôi không sợ nha. Không có chuyện đấy đâu. Này, bên này còn máy tính còn mở này, còn điện luôn này. Ui. Cái gì đây? Phải. Nhật ký nghe ớn đấy nhở. Nhật ký của một người từ năm 1978 cơ. Nói là trong một buổi đang học thì tự dưng lại có lính, những người lính rồi cầm súng các kiểu tới ở trường học, bắt mọi người phải xuống phòng gym. Như kiểu là người ta phát hiện ra là trong trường học này có cái gì đấy, có thực thể gì đấy. Bên phòng này có cái tivi này. Ok. À, phòng này đang giảng dạy rồi. Không thấy một ai hết luôn. Tivi thì đang bật. Bên này có cái tủ lạnh. À không phải tủ lạnh. Cái ngăn kéo. Cái tủ kéo. Alo. Bro. Bro, what the f***. Cái gì đây? Hạ volume xíu chứ căng vậy. Cái gì vậy trời? Tôi không thấy một cái gì hết luôn. Ui trời ơi. Vãi chưởng. Phòng gì này? Chìa khóa nha. Ôi, mất rồi. À, mở cái phòng của chìa khóa màu đỏ, mở cái phòng của người dọn dẹp này. Nãy tôi vừa thấy con búp bê đây mà. Cái tiếng gì nhỉ? Nghe như cái tiếng nó bó ấy nhỉ? Ôi! Ôi! Oh no! Ôi! Ôi, tôi quay mặt đi là nó di chuyển lại gần tôi. No. Thùng rác ơi, thùng rác đâu rồi? Oh hell no. Cái gì? Cười cái gì? Oh no. Thùng rác. Tôi phải nhặt cái thùng rác. Đừng lại đây. Thùng rác. Chắn đường nó giúp anh. Đừng có để nó lại đây. Ừ đúng rồi, em đứng đấy đi. Ơ khoan, cái thùng rác nó chắn được cái gì kìa? Với mít. Không, không được. Mở ơi. I wonder what this is for. Nó tới anh em ơi. Chết rồi, tôi không quay mặt lại được rồi. Oh no. Tôi không quay mặt lại để mà nhìn trong cái phòng kia nó có cái gì. Chết cụ rồi. Tôi không có làm gì được, tôi không có quay mặt lại được luôn đấy. Ôi. Bình tĩnh. Sao làm gì nhau? Ôi, đừng. Kết rồi. Làm gì nhau? Trời ơi, chạy thôi. What the... Bro. Thằng chết à. Trời ơi, chết mất xác luôn. Trời. Mà vãi cả chướng ạ. Ôi cửa kìa. Ôi con búp bê bên này mới đau chứ. Ôi nó đứng kia kìa phải không? Đi ra đây là trượt ngã nha. Hiểu không? Oh shit. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, không có đường. Trời ơi. Khó vậy. Oh shit. Oh no. Oh hell no. Oh mình chết. Ôi trời ơi, sao lại được cụt thế này. Trời ơi. Ui. Mày tha cho anh mấy giây được không? Mấy giây thôi. Mà không hiểu kiểu gì luôn. Thang máy, bây giờ chúng ta phải tìm được thang máy em ạ. À cỡ to nó không qua được. Ôi trời ơi, ai nói không qua được. Ôi nữa. Mà con ma kia nó tới tiếp rồi. Ôi. Vừa mở cửa ra cái là cái mặt nó đứng đấy luôn ạ. Không hiểu kiểu gì luôn. Exit. Ôi đây này. Đây rồi. Đây rồi. Ui finally. Ui. Woo. Oh. Xuống thang máy. Mở thang máy. Library room. Cái tiếng gì đây? Phòng thư viện hả? Phòng học xong đến phòng thư viện. Tôi có nên nói to không? Phao physics. Xét vật lý hả? Phách trường. Tại sao quả bóng này nó lại đi theo tôi vậy? Phải không? Ừ. Wait a minute. Tại sao nó đi theo tôi ai vậy? Tôi chạm vào nó có bị gì không? Ôi. Oh my god. Trời ơi, mỗi phòng nó có một cái thực thể gì đấy rất khủng khiếp. Như kiểu là trong phòng thư viện thì không được tạo tiếng động à? Không. Hình như là tôi không được tạo tiếng động trong này là sao anh em ơi? Như là nó nghe tôi nói hay gì á. Bóng bay. Phải không? Không phải. Cái chảo thì đúng hơn. Ừ. Cái chảo màu hường. Nhưng mà chúng ta kiếm cái gì trong này nhỉ? Sao nhiều pin quá vậy? Spanish set. Nó tới cái gì đấy? Nó tới cái gì đấy? Ôi thôi ôi thôi. Ui nó kìa. Ôi hên quá. Đấy à, vô được không? Nó không vô được, không vô được. Ha, chiêu, chiêu. Tôi bật cái máy phát nhạc. Ôi tôi chết. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Rồi. Nhưng tôi ra rồi phải không? Tôi thoát rồi phải không? Oh my god. Oh my god. Ôi mà thở không ra hơi luôn, không nói được một tiếng nào luôn, sợ vãi nồi. The bathroom, phòng vệ sinh, phải phòng học, phòng thư viện, bây giờ đến phòng vệ sinh. Tại sao em gái của tôi lại có thể lạc vào những cái chỗ mà nó khủng khiếp như vậy được nhỉ? Phải làm sao đó để cho mức nước nó tăng lên. Thì chúng ta sẽ đi qua được cái tấm này lên trên kia. Hiểu. Ủa, đây rồi. Cái này chui đỡ biết bao nhiêu rồi. Tôi phải tắt cái mic đi một xíu để tôi nói chuyện với anh em chứ. Bật như này là chịu luôn, không thể nói chuyện được luôn ấy. Đây rồi. Này, hình ảnh của cái con quái vật kia này. Footstep up 011 này. That humanoid entity. Một thực thể hình dạng con người hả? Rất là lớn. Ui đây rồi. Đây rồi. Ui nước ngập lên cao vãi rồi này. Bây giờ phải kiếm lại được cái chỗ thang máy kia. Cái cửa. Ơ kìa. Bồn cầu nằm trên tường nhà. Giấc mơ này khủng khiếp quá. Tôi đi tìm em gái mà tôi hóa điên luôn rồi ấy. Mình đứng lên đây mình có thấy nó không ta? Kìa nó kìa. Thấy rồi. Nhưng mà chỉ thấy một cái chóp đỉnh đầu nó thôi. Chưa thấy nó là cái thực thể gì. Ôi đây rồi. À. Thế rồi. Ui, anh này mình chưa gặp con kia luôn. Ui. Bye bye con Brie. Đi đây, ta biết. Không gặp cũng được, miễn sao thoát là được rồi. Ui, chưa chết luôn. Wow. Quái này mà ơi. Phải game ạ. The Backrooms. Phòng tối. Không có hello gì trong này hết á. Hello là chết luôn. What? Ơ kìa, sao chui vào cống mình chết kìa. Ây da, căng vậy. Ây da, nữ ơi. Ui, má cửa từ mỡ luôn kìa. Căng vậy. What? Mẹ. Phải khuôn mặt xanh la luôn ạ. À. Backrooms. Holy shit. If I step in there I'll get fried. I need to cut the power off somehow. Ôi, phải cắt điện. Chứ không đi vào đây là chết luôn. Ui ma. Ơi. Lại con búp bê. Mẹ đen vậy. Ôi rồi. Trời ơi. À, khó vậy. Ôi đây nè. Phòng điện đây rồi. Phải đây không? This will cut the power. That means all the lights are gonna be off. Oh my god. Finally. Oh. Có pin nào không? Ôi ôi ôi, đen thế nhờ. Em ơi, thôi. Thôi. Oh. Oh no. Oh no. Tôi nghe thấy nước bên này hay sao ấy. Đây. Ôi đây rồi. Đây rồi. Oh. 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 Bao nhiêu rồi. Tôi vượt qua bao nhiêu cái phòng rồi. Darkroom này. Phòng tối này. Bể bơi. Pool room. Friend. Hẳn bể bơi đây luôn. Ảo thật đấy. Ôi. No signal. Hả? Hả? Tưởng win luôn rồi chứ. I hear this whistle. Nghe thấy nó thì thầm. Ai thì thầm cơ? Ôi, phải như The Backrooms luôn ạ. Chỗ quái quỷ này, tôi muốn thoát ra khỏi đây lắm luôn rồi. Ôi, cái phòng xanh la này. Hơi vãi. Đờ hết. Oh, what? Rộng vãi. Trời ơi. Biết đường nào mà lần luôn ạ. Ôi trượt ống. Ôi trời ơi. Ai da. Trượt ống tiếp. Úi trời, úi trời ơi. Úi trời ơi, không biết đang ở đâu luôn. Hả? Có cái con gì đó đang tới đấy phải không? Phải không? What? What? Bro. Con chim gớm vai. Nó đâu với ta? Trời ơi. Ôi. Ôi. Người lính ARC. Sợ vậy. Cái gì cơ? Mặt nạ, con mắt với hình mặt trăng. Không hiểu. Ôi ôi. Trong giấc mơ cũng không thể nào mà nó tưởng tượng ra được những cái khung cảnh nó như thế này ấy. Không thể tin được luôn ấy. Cửa gì này? Ôi, ôi nó tới. Ôi, ôi, ôi. Oh no. Oh hell no. Oh hell no. Oh no. Đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, đừng. Ôi. Ôi thôi xong rồi. Xong tôi rồi. Please. Tôi còn sống. Tôi còn sống anh em ơi. Ôi, ghế của Virgil. Thật là ngạc nhiên. Ôi. Ôi. Khi kho. Hay. Ui. Ui. Bro. Lên luôn. Ui rồi ôi. Cửa mở hả? Gì đây? Bỏ cái gì vô? Nó kìa. Hai con luôn hả? À ớn vậy. Ơi nó. Ai? Nó là con rắn. Con rắn với cái khuôn mặt. Ôi. Oh. What the. Qua được không? À da, nó qua được mấy má ơi. Nó qua được kìa. Trời ơi. Ôi. Trời ơi. Chạy trên Mỹ. Trời ơi. Ba khủng khiếp vãi chưởng. Oh my god, what? What the heck? À, tôi chết rồi anh em ơi. Ah shit. Ai. Vãi chưởng. Mặt nạ rồi. Thì ra là cái này là nó. What? Waterproof camcorder case. Ôi. Đeo vô được. Oh. Nó đi chưa ấy nhỉ? Ôi. Tự nó xuất hiện ra luôn kìa. Con rắn. Cái đường đấy là cái đường anh em quay lại á. Quay lại cái phòng mà nó bị khói mù mịt các kiểu. Ah my god, what? Ôi. ngồi bên này không bị gì hết. Ô, hay vậy. Ô, ngồi bên cạnh luôn mà nó không, nó tưởng là tôi chui lên trên kia rồi. Đừng rượt nữa, please. Please. Ở đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đừng rượt nữa bạn ơi. Đeo vô. Đi vô đây luôn, đi vô đây luôn. Ôi, ôi, wow. 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 May có cái cam này mới đi vô được cái phòng mà toàn là không khí rồi nước kiểu. Thằng máy. Ôi. Lạy Chúa. Finally. Oh. Oh. Ôi. Khủng khiếp quá. Ơ. Custom mode. À vậy là kết thúc, vậy là hiện tại tựa game chỉ mới tới đoạn này thôi các bác ạ. Những cái cấp độ tiếp theo sẽ ra mắt trong cái thời gian tới thôi. Ồ, vậy là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 6 phòng hả? Ui, đây thực sự là một cái tựa game rất là ảo luôn đấy. The Classroom. Chúng ta có rất là nhiều cái vibe của Backroom ở đây. Đây là một cái tựa game được lấy cảm hứng từ Backroom. Đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà cách tựa game này thiết kế, cách mà chúng ta cầm cái camera đi từng cái phòng, nó thực sự là cho tôi cái cảm giác rất là thú vị, rất là tò mò. Nhưng mà đây là một trong những cái tựa game kinh dị mà hù rất là ớn luôn á. Một phần nữa đó là thiết kế quái vật trong cái tựa game này. Wow. Đặc biệt là cái con rắn mà hình đầu một cái người phụ nữ ấy. À, tôi tím mặt, tím mũi, tôi run cả tay cả chân. Thực sự là quá ớn, quá kinh dị. Và chúng ta vẫn trên đường, trên hành trình đi tìm lại em gái của mình và tìm hiểu là chúng ta lạc vào cái thế giới khủng khiếp gì. Chắc chắn rồi, những cái cấp độ tiếp theo của The Classroom sau này nếu có cập nhật chắc chắn là tôi sẽ chơi. Được rồi, và nếu anh em thích The Classroom, đấm vỡ nút like. Nếu anh em muốn chơi cái tựa game kinh dị này ai khỏe tìm thì mới chơi nha. Link ở ngay phía dưới phần mô tả. Và hẹn gặp lại anh em trong những cấp độ tiếp theo của The Classroom. Bây giờ thì mình Dũng Senpai xin chào tạm biệt và chúc ngày tốt lành. Bye bye.